Suy niệm tin mừng thứ hai ngày 28 tháng 6 năm 2021. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 8 từ câu 18 đến 22. Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo." Đức Giêsu trả lời: "Con chuồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Một môn đệ khác thưa với người: "Thưa ngài, xin cho phép con về chôn các cha con trước đã." Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." Suy niệm tin mừng theo Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng. Sứ điệp: để làm môn đệ Chúa, phải có thái độ từ bỏ dứt khoát trước lời mời gọi của Chúa mà so đo tính toán theo kiểu thế gian thì không đáng là môn đệ ngài. Cầu nguyện: lạy Chúa, Chúa rất muốn mọi người tin theo Chúa. Tuy thế, Chúa không mị dân. Chúa thẳng thắn mời gọi con bước vào con đường hẹp, con đường từ bỏ mình với thập giá trên vai. Chúa không dệt gấm thêu hoa vào con đường của Chúa. Phần thưởng dành cho người tin theo Chúa không hệ tại ở những giá trị trần gian chóng qua, không phải là những tiện nghi sung sướng hoặc những bảo hiểm vật chất. Ngược lại, Chúa muốn con từ bỏ mọi sự để được tự do theo Chúa. Và nếu cần, con còn phải chấp nhận những thiếu thốn thiệt thòi vì tin mừng. Lạy Chúa, bài học hôm nay chẳng phải chỉ dành riêng cho anh chị em đang sống trong bậc tu trì, nhưng Chúa muốn nói với mọi người chúng con. Bởi vì mọi phận, mọi bậc sống đều được mời gọi tin theo Chúa. Xin Chúa dạy con đừng chần chừ tính toán trước lời mời gọi của Chúa. Xin giúp con đừng so đo tiếc sót khi giơ tay làm việc bác ái. Rồi những khi Chúa mời gọi con tham gia vào công việc chung, xin cho con đừng tính toán hơn thiệt mà ngần ngại do dự. Đặc biệt, trước những công việc đem lại cho con mối lợi trần gian mà lại phương hại đến đức tin của con hoặc của anh em, xin cho con can đảm khước từ. Xin cho con luôn biết chọn Chúa. Amen. Ghi nhớ, con hãy theo ta.